Ngọc Anh xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, trên chính trường thế giới thì đang nóng lên với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Và ngày hôm nay thì đã có những tin tức quan trọng nào? Hãy cùng với Ngọc Anh cập nhật ngay sau đây. Chỉ còn hơn 4 tháng nữa thì cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 sẽ chính thức diễn ra. Hai ứng cử viên đang đứng đầu cuộc tranh cử năm nay là Tổng thống đương nhiệm Donald Trump, ứng viên đảng Cộng hòa, và cựu Phó Tổng thống Joe Biden, ứng viên đảng Dân chủ. Vào hôm thứ Ba ngày 23 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có buổi nói chuyện với đông đảo sinh viên tại nhà thờ Dream City Phoenix. Khi nói đến chủ đề COVID-19, ông lại một lần nữa nhấn mạnh từ Kung Flu, một thuật ngữ do chính ông chế tác để khẳng định virus corona có nguồn gốc từ Trung Quốc. Chưa bao giờ có cái gì mà chúng nhiều tên như vậy. Tôi có thể đặt cho bạn 19 hoặc 20 cái tên khác nhau. Vũ Hán đã nổi tiếng vì đó. Coronavirus, phải. Kung Flu, COVID, COVID-19, tại sao lại là số 19? Nhiều người không giải thích được số 19 là gì. COVID-19 thực là một cái tên kỳ lạ. Bên cạnh đó, ông còn chỉ trích Trung Quốc đã bóc lột nước Mỹ trong nhiều năm nay. What happened for many years, there is nobody ever that ripped off the United States like China. Nobody. Điều gì đã xảy ra trong nhiều năm qua? Không ai bóc lột ăn lời các cổ Mỹ như Trung Quốc. Chúng ta đã ký kết một thỏa thuận tuyệt vời. Nhưng đáng tiếc, mực chưa khô thì dịch bệnh đã đến, như tai bay và gió. Tôi rất buồn về điều đó, nhưng chúng ta không bao giờ đầu hàng, bởi vì ngày hôm nay, mỗi ngày chúng ta đều đặt lợi ích của nước Mỹ lên hàng đầu. Nói đến những người biểu tình đã phá hủy các tượng đài trong thời gian qua, ông Trump cho rằng họ là những người không yêu nước. Đám đông cánh tả đang cố gắng phá hủy đi di sản của chúng ta để họ có thể thay thế bằng một chế độ đàn áp mới mà họ có thể tự mình kiểm soát. Họ đang phá hủy các bức tượng, bạo phạm tượng đài và khai trừ những người bất đồng chí kiến. Đó không phải là hành vi của hoạt động chính trị hòa bình, đó là hành vi của những người toàn trị, bào chúa và những người không yêu đất nước chúng ta. Chúng ta phải trân trọng quá khứ của mình, trân trọng cả những điều tốt hay điều xấu. Chúng ta phải hiểu về lịch sử của mình. Nếu chúng ta không biết gì về lịch sử của mình, tất nhiên điều đó có thể xảy ra một lần nữa. Chúng tôi chấp nhận tầm nhìn cao quý của nhà hoạt động nhân quyền Reverend Martin Luther King Jr. và tin rằng mọi người không nên đánh giá dựa trên màu da của họ, mà là tính cách của họ. But the content of their character. And we're going to have a very good third quarter. Sau đó, ông đã chỉ trích đảng Dân Chủ phá hoại cuộc bầu cử vì đã dùng dịch COVID-19 để ngăn cản người dân không đi bầu cử. Đảng Dân Chủ đã cố tình phá hoại cuộc bầu cử bằng cách gửi hàng chục triệu mail, dùng virus Trung Quốc làm cớ để mọi người ở nhà, không đi bầu cử. As the excuse for allowing people not to go to the poll. This will be, in my opinion, tôi nghĩ đây là một cuộc bầu cử lũng đoạn nhất trong lịch sử. Chúng ta không thể để điều này xảy ra. Đảng Dân Chủ muốn nó diễn ra, thật quá tệ. Ngay cả trong Thế chiến thứ nhất, người dân Mỹ vẫn đi bầu cử. Thế chiến thứ hai, người dân Mỹ vẫn đi bầu cử. Ngay cả trong chiến tranh, mọi người vẫn có thể đi bầu cử. Thì không có lý do gì chúng ta không thể tổ chức một cuộc bầu cử an toàn trong mùa COVID-19. Trong khi đó, đối thủ của Tổng thống Trump cũng đã kêu gọi quyên góp và ủng hộ mình thông qua video trực tuyến, đặc biệt còn có sự trợ giúp của cựu Tổng thống Barack Obama. Ông Barack Obama hôm thứ Ba ngày 23 tháng 6 đã xuất hiện trong chiến dịch tranh cử đầu tiên cùng với ứng cử viên Tổng thống 2020 của đảng Dân Chủ Joe Biden kể từ khi ông Obama công khai ủng hộ ông Biden vào tháng 4. Sự kiện được thực hiện trực tuyến cùng với mục đích kêu gọi quyên góp và hô hào những người ủng hộ hãy hành động cấp bách trong thời điểm quyết định này. Tôi ở đây để nói rằng chúng ta có mọi sự giúp đỡ cần thiết nếu chúng ta thực hiện tốt công việc của mình. Bởi vì không có ai mà tôi tin tưởng là có thể chữa lành đất nước này và đưa nó trở lại đúng hướng hơn người bạn thân của tôi, Joe Biden.
việc gây quỹ trực tuyến đã kêu gọi được 7,6 triệu đô la từ 175.000 người đóng góp thông qua chương trình. Ông Obama và ông Biden được cho là cũng đã tổ chức một buổi gặp mặt riêng tư khác, không cho phép sự có mặt của phóng viên, để kêu gọi cho các nhà tài trợ lớn và đã quyên góp thêm được hơn 3,4 triệu đô la. Đây là số tiền quyên góp nhiều nhất trong bất kỳ sự kiện tranh cử nào của ông Biden từ trước đến nay, và thậm chí nhiều hơn số tiền quyên góp mà ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump kêu gọi được trong chiến dịch tranh cử hồi tháng 5. Thành công của chương trình gây quỹ hôm thứ Ba còn cho thấy sức mạnh của ông Obama, người vẫn cực kỳ nổi tiếng của đảng Dân Chủ và là một nhân vật quan trọng trong chiến dịch tranh cử lần này của ông Joe Biden. Điều khiến tôi lạc quan là thực tế cho thấy có một sự thức tỉnh mạnh mẽ đang diễn ra trên khắp đất nước, đặc biệt là trong số những người trẻ. Họ không chỉ chán ngán với cách tiếp cận thiếu linh hoạt, vô tổ chức mà chúng ta thấy ở chính quyền hiện tại, mà hơn thế nữa, họ cũng rất háo hức đón nhận những thách thức mới mà đất nước này đang phải đối mặt trong nhiều thế kỷ. Chọn hình thức phát biểu livestream cũng nhấn mạnh những thay đổi mạnh mẽ của đại dịch coronavirus đã gây ra so với cách tổ chức truyền thống. Khác với Tổng thống Donald Trump, hai chính trị gia đảng Dân Chủ đã chọn gặp gỡ cử tri thông qua màn hình ngay tại phòng khách nhà mình. Hãy tự hỏi mình, hỏi những đứa con của bạn có muốn phát triển trong hoàn cảnh mà chúng ta đang phải đối mặt ngay bây giờ không? Bạn có muốn con bạn lớn lên mà mang theo những giá trị giống như ông Donald Trump không? Mọi thứ giờ đây không còn là việc phân biệt giữa đảng Cộng hòa và Dân chủ, mà là vượt xa hơn thế. Không phải chỉ là vấn đề ông Trump sẽ còn tiếp tục ở lại Nhà Trắng hay không, mà là trách nhiệm chúng ta phải làm gì cho mọi người, và trong những người nhận một phần trách nhiệm đó có tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin quan trọng về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 vào ngày mai. Và để không bỏ lỡ thì các bạn đừng quên nhấn nút subscribe kênh YouTube FBNC Việt Nam nhé. Ngọc Anh xin chào và hẹn gặp lại.